Diều săn rắn là loại chim săn mồi, có cơ thể lớn và bộ chân cao, nhiều lông. Chúng phân bố ở khu vực đồng cỏ và rừng cây thưa ở vùng Hạ Sahara, châu Phi. Và đây là động vật mà các loài rắn độc rất e ngại, thường phải bỏ chạy thục mạng nếu bắt gặp diều săn rắn. Cơ thể diều săn rắn khá giống với loài đại bàng hay chim ưng. Với đôi chân cao liêu nghiêu, diều săn rắn có khả năng săn bắt rắn tuyệt vời. Chúng không ngại bất cứ loài rắn độc nào. Với bộ chân khỏe, móng vuốt nhọn, diều săn rắn sẽ dẫm đạp con rắn cho đến chết, hoặc chụp con mồi rồi tung lên cao nhiều lần, cho đến khi rắn bất tỉnh, chúng mới ăn được. Sử dụng bộ cánh nhiều lông, bộ chân linh hoạt, diều săn rắn thuộc loài động vật bắt rắn điêu luyện, khi chúng thường dùng mỏ sụp sạo trong lùm cây, để rắn hoảng sợ, chạy ra và bị tóm. Tuy vậy, cũng giống loài kỳ đà, thì diều săn rắn cũng không có khả năng kháng độc của rắn, chúng cũng sẽ chết nếu bị các loài rắn độc cắn chúng. Với bản năng bắt rắn tuyệt vời, diều săn rắn được người dân ở các nước châu Phi nuôi để có thể giết rắn và diệt rắn xung quanh nhà. Diều săn rắn có kỹ năng săn mồi xuất sắc, chúng tấn công rắn từ trên cao với tốc độ nhanh và lực mạnh, thường nhằm vào đầu hoặc cổ rắn để vô hiệu hóa ngay lập tức. Dù không kháng được nọc rắn độc, nhưng diều săn rắn có phản xạ nhanh nhạy và biết cách né tránh các đòn tấn công của rắn độc, nên khả năng bị rắn cắn chúng cũng rất thấp. Ngoài ra, nhờ lông vũ của diều săn rắn rất dày và chắc chắn, giúp bảo vệ chúng khỏi những cú cắn của rắn độc. Một điều quyết định để diều săn rắn bắt rắn điêu luyện là chúng có thị lực rất tốt, phát hiện và theo dõi con mồi từ xa, đảm bảo một cuộc tấn công chính xác và hiệu quả. Như vậy, chúng ta có thể thấy lợi ích của diều săn rắn ăn rắn độc có thể giúp kiểm soát số lượng rắn độc trong tự nhiên không quá nhiều, đồng thời duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái. Trên đây là những nguyên nhân tại sao diều săn rắn ăn được các loài rắn độc. Cảm ơn quý cô chú, anh chị đã xem video. Đừng quên cho video lượt thích, lượt chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Hẹn gặp lại trong video sau.